Ok, chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của NFC ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi muốn đưa các bạn đến một thể loại game, đó là game PUBG. Một thể loại game khá là hot tại thời điểm bây giờ, khi mà rất nhiều những striker chơi FPS khác chuyển sang bộ môn PUBG từ trên PC lẫn sang mobile. Thì ngày hôm nay NFC sẽ đưa các bạn đến game PUBG. Đây là nick của NFC khi mà chơi ở bên PUBG mobile. Thì không hiểu sao ngày hôm trước Nancy có quay nhưng mà nó lại bị mất tiếng. Thì đây là cái lỗi gì đấy của bên PUBG mà mình không hiểu nổi, mà nó cứ bị mất tiếng khi mà mình quay video. Thế thôi không sao, chúng ta cứ dùng tạm để Nancy sẽ fix dần những cái lỗi này về sau. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái chế độ chơi của PUBG. Nó khá ổn, không khác gì khi các bạn chơi tập kích hay CS Mobile cả. Nó là một cái chế độ chơi cực kỳ nhanh, không phải là cũng đi loot đồ, nhưng mà nó trong một cái bản đồ rất nhỏ. Có thể là dùng sniper, shotgun hay là pistol, hoặc là dùng những khẩu súng gọi là ride. Rồi cái map đấu này nó là một cái map đấu kiểu sương mù, mình không thích lắm, nhìn rất là đau mắt. Thì mình sẽ để anh em chơi một cái map đấu mà nó nhìn nó dễ nhìn hơn. Được rồi, chúng ta sẽ đến với cái trận đấu này. Đây là một cái thể loại chơi game hồi sinh liên tục. Nancy cũng rất là thích chơi những cái chế độ chơi này. Chúng ta sẽ được thả vào một cái khu vực mà chúng ta sẽ có tự random súng trên tay luôn, không cần phải đi nhặt gì cả. Có đi nhặt đi chăng nữa thì cũng là đi nhặt thính thôi. Cái chế độ chơi này là chúng ta sẽ bắn ở trong cái vòng tròn đó đến khi mà mình chết thì sẽ mất khoảng tầm mười mấy giây hồi sinh, mình đã được thả xuống đây bắn tiếp và sẽ được tính số kill dành cho tất cả bạn. Đây là một khu vực rất trống trải của cái game đấu này. Nancy đang bung dù với một tốc độ rất cao lên 200 hơn km/h. Dù đang được bung, em đã nhảy xuống đất an toàn và thành công. Trên tay em đang là khẩu UMP. Có hàng ở đây rồi. Nancy có cho mình một mạng nóc. Ở đây là hai mạng rồi. Có hai mạng chưa? Em phải lách ở phía bên khu vực này, hai mạng lốc rồi. Còn cho mình rất ít đạn. Nhưng thôi, đây là hai con mồi cá ngon, chứa đều rất ít, có thêm cho mình 3 mạng rồi. Rất nhanh và quách tỉnh đó là em. Đấy, làm tí đạn đó. Đây rồi, có hàng ở dưới. Liệu có lốc được không? Lốc được thêm mạng nữa. Em giờ đây hết sạch đạn rồi, giờ nhặt cho mình khẩu Thompson cùng với trái lựu đạn này. Thompson là một khẩu súng khá là mạnh trong cái cự ly gần. Khi mà các bạn sấy thì đừng hỏi luôn, 50 viên đạn không đùa đâu, nó vừa nhẹ. Nhược điểm của nó là chỉ là không có cái scope thôi. Rồi ở đây chúng ta có thể thấy rất nhiều tiếng đạn ở trên màn hình. Thật ra khi mà Nancy bắn như này thì trong game thì Nancy nghe rất rõ từng bước chân một. Các bạn có thể định hướng bước chân qua cái nghe phút của mình ở tai nghe. Còn nếu các bạn chưa quen thì các bạn có thể nhìn trên B-map. Tất cả những cái dấu hình viên đạn kia đó là tiếng súng và có người bắn ở hướng đó. Thì đây đã có đối phương đến từ ở đây. Có hai người liền. Một thằng nữa đang ở dưới khu góc này. Em mới lốc được một thằng thôi. Đây, anh em nhìn thấy nó chưa? Để mẹ nó đi, em bơm máu cái đã. Giờ em đang rất ít máu rồi. Nếu như không muốn chết thì chúng ta cần phải bơm thêm máu. Giờ em lấy ra em xử cả nhà chúng nó luôn. Đấy, đang ở cứu nhau đó là hai thành viên tên gì em không biết. Nhưng một đứa đã đi, còn một đứa nữa ở đây cũng đi lốt rồi. 5 mạng dành cho em. Có thêm được ít đạn, giờ phải đi tìm thính bắn cho nó tê. Chứ với khẩu Thompson này thì chưa tê lắm. Chỉ là nó có nhiều đạn thôi. Thính đang ở rất xa em.
Cái chế độ chơi này thì thực sự nó là những cái chế độ chơi rất vui, nó dành cho những người ít thời gian, chúng ta có thể chơi liên tục mà không phải đi lút đồ như những cái cách chơi truyền thống. Và chúng ta sẽ nhảy xuống một khu vực hình tròn, một khu vực cả map luôn, và trong thời gian đó chúng ta phải đi lút đồ. Còn ở đây thì không phải như vậy, chúng ta sẽ chỉ đi thôi, xây đến từ em, nhưng khoảng cách nó quá xa với khẩu thôm sơn này, nghiêng người xây liên tiếp nhưng chưa có thêm được mạng nào cả. Em sẽ tiến gần hơn để có thể đảm bảo được cái khoảng cách vừa tầm đạn, lấp được rồi. Với game đấu này chúng ta sẽ là tính mạng, nhưng với em chỉ cần lốc và giết thôi, kiếm đồ thôi, không cần thiết là quá cao trong những cái rank đấu này. Chúng ta là, đây là những cái round đấu fun, gọi là funny dành cho tất cả anh em khi mà chúng ta không có nhiều thời gian để chơi những cái trận đấu kia. Rồi có hai con hàng chạy ở dưới này, có một mạng lốc nữa dành cho em, ngon quá, thính rơi ở ngay kia rồi. Ước mong của em đó là khẩu AWP Mini Uzi, nó cũng là một trong những khẩu súng bắn tầm gần rất ổn khi mà chúng ta chưa có gì trong tay cả. Có hai con hàng nhảy xuống ở dưới này, em còn quá yêu máu ở đây, nhưng vẫn tự tin đó là em. Ít thính ăn đã, rồi giết nó đi cho nó nhanh. Từ nãy đến giờ em vẫn chưa chết và có cho mình 8 kill rồi. Ui dồi ôi, đúng là kiểu trời thương, mong gì được đấy. Trên tay em đang là khẩu AW, gọi là ốp. Ở đây đó là từ viết tắt của từ AWP, Power. Sức mạnh của khẩu súng này nó rất là căng. Dù đối phương có trang bị mũ 3 đi chăng nữa thì chúng ta cũng hạ gục đối phương nếu như headshot. Rồi với không có scope thì cũng là khó, em sẽ di chuyển cái red dot xuống để có thể ngắm thật kỹ hơn. Đây là con hàng đầu tiên, một kill, một knock dành cho em khi mà headshot thành công. Giờ nhiệm vụ của em là sẽ phải đi kiếm một scope ở đây. Có hàng, em sấy tư trên cao xuống, lốc là thành công. Còn một thằng đang lút thính, bố mới lút rồi, còn đâu nữa mà còn lút gì nữa ở đây. Ngon quá, cầu mong nó có cái scope nào đấy cho em, dù chỉ là scope 2 hay scope 4 là được rồi. Đây, ủi đồng thế, hai con hàng ở dưới kia. Xấy đến từ em, nghiêng bên phải, bắn bên trái, tiếp tục lùi vào, ném ngay một trái lết xuống, liệu rằng có được mạng nào không. Lết sắp lổ rồi nhưng chưa có ai cả, chưa có ai nằm xuống trong pha vừa rồi. Em đành phải liều, nhưng nên chắc chắn rằng chúng nó đã rất yếu máu rồi. Em đang đi xuống đây, hàng ở đây chứ còn hàng ở đâu nữa. Cơ hội đến cho những người biết chấp thời cơ, em là những người như vậy. Rồi, xem có scope không. Úi giời ơi, mẹ hàm tí thì tòi mạng. Vừa nhìn thấy scope 8 thì có một thằng đang nhăm nhẹ phang em. Scope 4 đang ở đây. Rồi, mày ăn máu đã, không phải phí quả ốp của mình. Vừa mới nhìn thấy quả scope 8 xong, kiểu nghĩ ngọt canh ngọt xương đây rồi, tí thì lại quẳng luôn tại chỗ. Rồi giờ em té lên trên khu vực đẹp, gọi là vị trí tuyệt vời để có thể ngắm được những viên ốp. Lắp vào cái đã, quá ngon, ngon lành canh đào ở đây rồi. Thật sự là mất tiếng thì nó rất là khó chịu khi mà các bạn không thể được nghe được những tiếng phút hoặc là những tiếng súng của cái game này, nó rất là đặc biệt và hay. Rồi ngon, một nốc dành cho em. Sao bọn này nó nằm ở đây nhiều quá, hai nốc dành cho em. Bọn này nó một team thì phải, ba nốc dành cho em. Còn thằng ở trên này trượt mấy đau, ở đâu rồi, đang chạy. Một viên nhưng không phải là headshot. Ở đây dưới này đang có hai con hàng ở dưới này, em đang bị sấy cực kỳ mạnh đến từ khu vực dưới, đó là khu vực 75, hướng 75. Nhưng không vấn đề gì khi em xử lý thành công rồi, giữ nguyên cho mình mạng ốp này thì nó phải là tuyệt vời.
Nói chung là lượng đạn của ốp thì nó tương đối là hạn chế, nên chúng ta phải cần phải bắn hết sức là cẩn thận. Làm đấy thì để làm mồi cho em thì còn làm gì nữa. Đây thanh niên vừa nãy em bắn trượt. Giờ đây em chỉ còn cho mình rất ít đạn thôi. Chưa phải bỏ mạng lần nào sau từng đấy thời gian thi đấu. Với 12 kill và rất nhiều mạng mạng bị nốc thì em không có súng ride để bắn. Nếu mà bắn để mà chết hẳn thì lại phí đạn quá rồi, kệ mẹ nó. Cứ bắn đã. Thằng nào chết được thì chết, không chết thì kệ thôi. Miễn làm sao mình lốc được nhiều là được. Tiếng súng ở phía này rất là nhiều. Đây em sẽ dình thằng này em bắn nó. Ôi trời ơi, quả đấy em cần xịt. Đây rồi con hàng này đứng ở trong bụi. Ơ thế đéo nào nó lại acid nhở. Mình bắn nó tóe máu như thế rồi mà nó vẫn xịt. Súng này bắn UMP bắn ở xa thì nó rất là xa, rất là khó có được đam. Giờ đây em còn có mấy viên đạn cho ốp rồi. Và thời gian tới thì em sẽ làm thêm một số video về PUBG nữa dành cho anh em, để có thể thay đổi gió cho các bạn khi mà các bạn xem bên game tập kích quá nhiều. Chỉ còn có vài phút nữa thôi là trận đấu đã kết thúc. Em đã phải nằm xuống lần đầu tiên trong cái trận đấu này với khẩu UMP đến từ một thành viên của Việt Nam. Chúng ta sẽ phải đợi khoảng tầm hơn chục giây để có thể có mạng tiếp theo. Nó không khác gì là các bạn chơi đấu đội cả. Rồi, lần này em sẽ đổi gió sang bên này. Nói chung là lâu lắm rồi em chị cũng không chơi PUBG vì thời gian này là quá bận. Nhưng em vẫn đang cố gắng có thể làm được video nếu như có thể. NIC sẽ làm nhiều hơn những video về PUBG này. Giờ đây em nhảy xuống khu vực này nó rất nhiều. Ở đây rồi. Có một mạng lốc nhưng một thanh niên khác đứng từ đằng sau lưng của NIC có cho mình một mạng. Em chả biết là em đang xếp top bao nhiêu nhưng số mạng em lốc cũng khá nhiều. Em chỉ có 15 kill thôi. Trận đấu này chỉ còn 4 phút nữa là kết thúc rồi. Chúng ta chờ mất khoảng tầm mấy giây nữa thôi là em sẽ tiếp tục xuống. Lần này em sẽ chuyển xuống khu vực ở phía mép bên phải. Đấy, có quả thính năng rơi kìa anh em nhìn thấy không? Em xuống em phang thính ngay. Đã biết là em có đỗ được ở trên cái cục thính đấy không? Em thử phi vào mà đéo được, chỉ có chạch một chút nữa thôi là em có thể đứng ở trên cục thính rồi, nhưng mà đứng khi lại chết. Hai cái thính ở khu vực này. Có một thằng vừa mới nhảy xuống đây thôi. Có một mạng luôn dành cho em rồi. Rồi, giết nhanh, không để ở móc thì cũng mệt. Nói chung là trong map đấu này nó sẽ random súng dành cho tất cả các bạn. Nhưng mà khi mới xuống thì chúng ta có mỗi người một khẩu UMP. Ở trong hầm kia thì có người, nhưng ở đây có một cái thính vừa bị rơi xong, em sẽ loot xem nó có gì không. Lại một nữa được người thương khi mà có cho mình khẩu M24. Một khẩu súng này để mà nói thì Nancy rất thích bắn M24 với một cái giảm thanh. Nhưng bây giờ điều kiện nó là không có, em sẽ ra loot thử cái thính này xem nó là như thế nào. Chưa có thêm mạng lốc nào khi mà khoảng cách nó còn quá xa. Còn đây là không có scope. Ui, đây, trong cái hầm này có một mạng lốc nữa dành cho em.
Ôi, con thằng nữa anh ơi. Còn thằng nữa nhưng Nancy còn quá ít máu và đối phương thì có cho mình rất nhiều những đồ ngon. Có lẽ như trận đấu này đã kết thúc ở đây với vị trí xếp thứ mấy của em đây. Vị trí xếp thứ 3 với 17 kill. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi video này. Hãy nhớ like sub cho Nancy nha.